chạy này, chạy này. Ôi, đau quá em ơi. Ôi. Ôi. Mày chạy đâu? Ui ôi, ui trời ơi. Ui con gì em ơi? Ui anh em ơi, sụp ăn mồi bột đau có thật này. Bự bự bự. Ui lần đầu tiên trong đời câu à. Ngày xưa. Ui ui, không mất. Đẹp quá, đẹp quá. Quả này nướng 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 nước. Phê 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 quá anh em ơi. À, các bạn nhìn cái miếng thịt trông sướng chưa? Đã đời quả lắm. Nhìn này, đây trông bọn cây cay này, đây là chua cay. Chua cay đã đời. Phê nhá, cú mèo luôn. Sướng nhỉ. Đây, này cứ móc vào nưng cho nó thì nó bơi. Ở đây nắm sộp cực kỳ luôn, loại một câu nó cứ bộp 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 nó cắn ấy. Đấy. Rồi, đi cắm đi. Làm đến 7 cái thôi. Rồi, cắm đi. Đấy, ở đây có cái lỗ này. Đấy, đúng chỗ đấy, thả cắm ở đây đẹp. Kinh đấy, tiếng sộp nó bộp bộp đấy. Cắm sâu à? Rồi ok. Sộp thì nó chỉ nên đớp miệng cái lỗ lỗ rồi thôi. Đi sang lỗ đây đi. Đây 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 đây, một lỗ này. Đấy đúng cái lỗ này đằng đấy. Đấy đúng rồi luôn. Rồi ok, một cá vẫn còn dẫy các bạn ạ. À đây, đây là một lỗ nữa. Cái cá sộp mình nó chỉ ngoi cái lỗ này thôi. Thì cắm cái lỗ này mới hay được. Nếu mà kiểu như không có bèo cắm thì khó được. Chuẩn đấy. Quá. Dãy này gọi là chuẩn đấy. Đúng rồi. Sộp lên nó đớp cho một nhát thì đi luôn. Đi. Đây, cắm cái lỗ này đi. Đấy, chuẩn đấy. Cắm chắc chắc vào. Tí nữa đào phát rồi. Nhà nó đột 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 vậy. Bây giờ anh em bữa cần câu ấy. Còn đây cái chỗ anh em chúng tôi câu quá nhá. Toàn bèo các bạn. Tối thì bèo lại toàn ở đêm mình nhỉ. Giang cần đi. Đi câu đêm này anh em chúng tôi dùng cái loại phao này các bạn. Phao sáng này để tôi lắp đèn cho các bạn. Ấy cũng sáng gớm chứ nhỉ. Phao sáng đẹp luôn đấy. Đây. Anh em nhìn thấy sáng chưa? Để gỡ luôn quả này nữa các bạn nhé. Phao này ở trên Nara người ta bán có 10.000 quả. Mình câu đêm, mùa này mùa đông là phải câu đêm quá. Mùa đông câu đêm thì hay được cá to. Nhưng vấn đề đi câu đêm lại có phao. Nếu mà em cứ soi đèn cá không vào đâu. Quái, em tắt đèn cho bác nhìn này. Sáng đẹp nhá. Này tí zoom là cũng rất là nét đấy. Chuẩn bài luôn. Và mùi tính chua nữa. Chạy đâu đóng, chạy đâu đóng. Rô phi anh em ạ. Rô phi các bác nhìn rô phi này. Đêm tăm đóng cả rô phi này. Ăn. Rồi một xin mời chú nữa các bác nhá. Vào đây.
tổ phim chúng tôi à. Mọc bèo. Ui mút rồi, ui đảo đi rồi, đi rồi, ui dồi ôi, đảo đi rồi, đi rồi, ui dồi ôi. Thua đồng, thua đồng, thua đồng, thua đồng. Con này không phải, không phải đột vĩ nữa rồi, thua đồng, thua đồng, thua đồng. Ui giời. Rô đạp em, ui giời giấy. Làm yên, ai à. Gài cắm mang lắm. Ui, ông buồn nó cắm đầu quá bác ơi. Ui giời, dính mấy phát rồi, dính mấy gài nó rồi anh em ạ. Rồi, về chưa. Thua đồng các bác nhá. Vào đây, vào rõ đây. Chói hết vào đây. Rô đồng cũng vào đây. Rô đồng thì cũng vào hết đây chúng tôi. Một con này tắt đèn đi anh em nhé. Cái này phải tắt đèn, không cá không có dám vào đâu. Đấy. Chạy đâu? Ui dồi ôi, ui dồi ôi, hàng to rồi. Con này to chưa? Ui con to đấy. Ui con này vĩ đại em ơi. Ui sợ anh ơi. Ai từ lần đi câu bây giờ chưa nhìn con này bao giờ. Kinh nhỉ. Con to thật. Con này chào bá luôn các bác ạ. Không, con này có đế cụ luôn. Được đế cụ rồi à, cho này xem các bác nhìn này. Ui trướng này. Ai ui. Cầm thử cho em dã màn. Ui to chưa? Phê nhỉ. Anh em nhìn này. Ui to luôn. Lúc lần đầu cầu con cá dã man này. Vào chuồng nhanh, cá đang cắn em. Vào đây. Không mất. Chuồng. Đây vào không mất. Đẹp. Câu cá tắt đèn lắm. Úi. Ui móc bèo. Rồi. Thằng nãy nằm còn rô nữa các bạn ạ. Rô cũng được. Rô đồng. Cũng được. Tay múc hơi. Ok. Có cậu. Một chú đó. Đó đây. Cậu điểm ok hết đấy chứ. Mùi của anh không? Sáng nhá, anh soi đèn chú này. Sáng trắng luôn. Nhanh cá cắn. Em hơi bị động. Ấy, sụp đập đấy các bạn. Sụp đập to thế. Nắm nhỉ. Đầy nguyện lắm sụp thế. Thôi thả anh tắt đèn đi. Úi giời ơi, ngồi đau lắm. Úi to. Úi giời. Con gì đây? Rô rồi. Rô rồi. Rô bác.
có đồng rồi. Một cậu. Con này, con này như con vừa lấy. Ừ. Ừ, cũng to phết đấy. Như con vừa lấy. Cần quả nào nhắc. Úi giời ơi, nhấp 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 nhấp. Cần quả mới nhấp các bác. Ui. Nhấp mới rề này. Nhắc cái gì chưa thấy con chê vào nhỉ, vào đây cái con hàng khủng nó vào mùi để đâu đánh đâu hết nhỉ, thấy vậy mùi giờ có cái ủ một mùi thối này. Cái này nó ủ đầy kín ủ này ngon. Sáng vào sáng nhỉ. Này nó mắc cái gì đó. Rồi. Chạy này. Úi ôi, đau quá em ơi. Úi ôi. Chưa em ơi. Ui chè, chè. Ui. Phải đấy. Đừng. Em tới rồi, Vào. Rồi. Ui, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Khéo cái. Trời ơi, con to chưa. Ui. Ui. Chà bá luôn, cụ tổ luôn. Nó khỏe nhỉ, nó dậy sợ thật đấy. Ui. Em nhìn này. Ui. Đã mà. Đó rồi. Nó ăn sâu á. Ăn sâu lắm. Ui, to quá. Ăn phá mắt này. Sợ nhỉ. Giống hỏng mắt. Tống lên là tả lưỡi luôn. Rồi sao rồi. Mấy con này cũng hỏng. Ui trời. Ôi trời ơi. Con này nhiều dâu rồi. Chê nó mà nhiều dâu ý. Tỏ lắm, giữ sức rồi. Mày ôm nữa. Không, vật này không ra được. Yên tâm, nó không ra. Kinh, nó khỏe nhỉ. Ừ, con này rất khỏe. Gà nó dày lắm, gỡ không ra này. Gà này dài lắm. Ôi trời, đỡ phát. Rồi, ok. Rồi, nhanh. Tổ nhỉ. Ui, anh em nhìn này, con này dã man chưa? Rõ thật đấy. Ui, dài to chưa? Tổ gì? Nó bảo rồi, ở trong đấy bèo nó toàn là chưa to thôi. Ui, tôi thả em ơi, mất bây giờ. Cho đi. Vâng, cho rõ nhanh. Rồi, cho rõ đi. Rồi, cho bác ơi. Không ăn được. Tổ lắm, khéo thượt. Anh Trăng cái dọ ra em gái. Liều ăn nhiều rồi. Đấy, bình tĩnh. Đâu, để anh Trăng dọ khéo thật. Ui, vào rồi. Còn chưa? Ấy, về nhỉ. Giờ con này được của nó đấy các bác ạ. Đã rồi. Ui, con này vật vã luôn. Vừa đấy, top.
thì con chỗ này đóng rồi em ạ. Vừa cứ tọp tọp. Ui ui đóng thật rồi. Ui đúng rồi. Ui. Nặng lắm. Nặng con to đấy. Nhật tư là ui giời. Tuyệt chân. Ui tắm đóng con to anh em ơi. Dính rồi. Ui ui. Nhức. Con này còn khỏe lắm. Ui không chơi được con này. Thì giờ đủ đóng mấy cái lỗ này hay hay đóng một sộp. Rồi nhắc lên này. Ui. Ui. Ui con to con to con to. Ui. À. Ui. Ui con này to luôn các bác ơi. Ui giời. Ui. Được, đầu con này cũng được đấy. Ui, cá cờ đâu rồi? Nó lốt rồi. Gỡ đi. Để cái con này cho em. Ui nó khí gì vậy? Phì ui con to nhỉ. Như khổ mang ấy. Được rồi. Ngon luôn. Có chưa? Ngon luôn. Đây đi xem mấy kia này, con này vứt đây, tí cho. Từ từ. Để vứt vào cái vợ a vào cái túi cho túi. Cho túi đi. Đây. Có mà rơi quá này thôi. Mất đi. Sống này đêm nó cũng hao ăn nhỉ. Hao ăn luôn. Đi, vứt cái kia tiếp đi. Rồi. Đấy, con này nữa này. Con này không thấy ý kiến gì à? Ui à. Có một cá này. Anh ơi, con chỉ cắn mất nữa này. Này. Ui à. Nó ninh mất cá các bác này. Ué mất nữa. Ui con này to nhỉ. Ui à. Dã man nhiều các bác này. Ui dã man con ngam luôn. Sợ. Con chấm con trơn làm nó vậy ấy. Chấm làm thì sụp cho sụp cụ rồi. Kinh thật ấy. Nữ xịn của em ấy. Ui. Ui ôi. Ui xuống. Để thay nữ mới. Kinh thật. Ui anh em ơi. Giật này. Đóng con này đóng rồi. Đúng không? Chứ sao? Vừa lên giật nhỉ? Đâu. Đấy đúng rồi. Cần này cũng đóng rồi. Ở đây có con rồi. Đúng chính xác rồi. Ui à. Vẫn cái gì vậy? Bèo. Nó đớp nó cuốn được bèo luôn. Lôi. À. Đúng rồi. Khỏe phết. À. Được cái nhỉ? Kì gà đúng đầu à. Ây da. Ui trời ơi. Dạ. Ui nó đập con cá này. Đập con cá này nó chưa rồi. Ui sao cước lên tới đây vậy. Ui giời, ui nó đập con cá các bác này. Ui xả ra này. Xả ra sợ thật. Nuốt nữa rồi. Được rồi. Con này toang rồi. Hai nhóc. Ấy. Ấy. Ok. Được đấy. Mất con này xuống tiếp. Mồi cắm tiếp. Đây, ui. Khéo. Tí mất. Cho đúng lúc đấy. Tóm. Rồi. Đâu, con kia đâu rồi? Đây, cho mà cho túi. Đi. Anh cầm lại cái kia. Mới lên bờ rồi mà phải vậy. Khỏe không? Sộp nó khỏe lắm. Lấy túi đi em ơi. Cậu ngon. Rồi, anh em bây giờ đi kiếm củi các bác này. Đây bẻ cái này đi, cái này nó khô này, câu cá được đấy. Tối trời rét rét có gai à. Cẩn thận đấy, trời rét rét này bẻ này ngồi cho nó ấm này, nướng con cá này, nó phê các bác ạ. Giờ biết cái này có gai. Cái này có gai đấy. Cái mà mùa này cây cối nó khô hết này. Con gì dậy kinh vậy? Sộp đấy. Vừa làm cái dục phát. Dục phát. Sộp ý, giờ đây sộp cực kỳ nhiều luôn. Cái bèo này á. Nó cứ lên cái lỗ đớp tổm. Bé này. Ôi, cây to đấy em ạ. Tí mình lấy cái gốc này thì nó sẽ nhiều than hơn. Về giờ nằm nòm đã.